Ngày 11 tháng 3 năm 2020, tiến sĩ bác sĩ Trương Dương Tiển, trưởng khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Giấy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gần đây khoa tiếp nhận liên tiếp 3 bệnh nhân bị bệnh tiểu đường nhập viện trong tình trạng suy thận, suy hô hấp, tổn thương đa cơ quan do sử dụng thuốc nam điều trị bệnh tiểu đường gây ngộ độc fenformin. Theo đó, cả 3 bệnh nhân đều bị bệnh tiểu đường đã nhiều năm, nghe người quen truyền tai nhau nên đã tự mua thuốc nam về uống để trị bệnh. Nói chung là ảnh uống là chắc cũng khoảng tầm 3 năm hơn gì đó, tại vì lúc đó là thời gian uống thuốc tây. Cái xong thì người ta mới giới thiệu, bắt đầu mới uống. Thì một cái gói nó uống tầm khoảng tháng hơn là khoảng 260 ngàn. Nói chung nó vô một cái túi nhỏ nhỏ vậy nè, thì nó là viên viên giống như cái hạt tiêu vậy đó. Thì cứ một lần, ví dụ như mình uống sáng 4 viên hoặc 5 viên vậy đó, sáng chiều 2 cữ, cứ uống trước bữa ăn. Sau khi sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc, được một thời gian, các bệnh nhân bị nôn ói, mệt mỏi, chán ăn, sốt. Hai ngày nay thì ở bệnh viện thì nhận thì dồn dập có nhiều ca, khoảng 2-3 ngày nay thì mình nhận được 3 ca, trong đó 2 ca rất là nặng. Trong nhập viện trong tình trạng là sốc nặng, huyết áp giảm rất là thấp, cần phải sử dụng cái thuốc vận mạch liều rất là cao, và trong tình trạng là suy tổn thương đa cơ quan thì sẽ các bệnh nhân này được đưa từ cấp cứu lên khoa hồi sức. Thì ở đây mình sẽ được bệnh nhân được hồi sức tích cực và cần phải lọc máu, và phương pháp điều trị của mình là mình phải lọc hấp phụ để mình loại bỏ các chất fenformin cũng như là lọc được các axit lactic ra ngoài. Thì có một bệnh nhân thì trong tình trạng bệnh nhân vào trong tình trạng là tổn thương sốc rất là nặng, nó gây ra tình trạng giảm tưới máu mô các cơ quan, nó gây ra tổn thương cơ quan rất là nhiều. Tình trạng tổn thương cơ quan này nó để lại di chứng rất nhiều, như hiện tại bệnh nhân vẫn còn đang suy thận, suy hô hấp, và nó gây ra những cái hoại tử da ở ngoài. Hiện tại thì cái hoại tử da nó vẫn còn, và mình đang theo dõi cái tiến triển của cái tình trạng đó. Theo bác sĩ Trương Dương Tiển, loại thuốc nam mà bệnh nhân đái tháo đường sử dụng được bào chế dưới dạng viên và được pha chế thêm các hoạt chất như fenformin. Đây là những hoạt chất kiểm soát đường huyết tốt nhưng bị cấm sử dụng bởi tỷ lệ biến chứng nhiễm axit lactic quá cao. Trong năm 2019, khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Giấy đã ghi nhận một trường hợp tử vong. Bác sĩ khuyến cáo, người bệnh tiểu đường muốn điều trị bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên môn uy tín để được tư vấn điều trị và hướng dẫn sử dụng thuốc một cách khoa học, tránh việc tự ý dùng thuốc dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.